nước mắt đã rơi, em lật nhanh đấy, trò chơi kết thúc. Đông ơi hạnh phúc nha Đông nha. Em đang pha máy. Chắc tần trăm. Máy chạy. Yêu người khác.
Đặt luôn à? Nước mắt đã rơi, anh lật nhanh đấy. Trò chơi kết thúc. Đông ơi hạnh phúc nha Đông nha. Má Đông. Ngồi đi, chờ mãi không thấy về ăn cơm gì cả, cho nên anh mới gọi đấy chứ. Mà thôi, ăn cơm nặng bụng, hôm nay anh em mình đổi món. Anh biết hết rồi đúng không? Anh ta đã chính thức đến nhà và chủ Nam đã vui vẻ chào đón. Em hết cơ hội rồi. Vậy cũng tốt mà. Đau một lần cho xong luôn. Lúc mới về công ty, anh ta đã nói với em rằng nếu chỉ có nhiệt tình thì sẽ chẳng giúp ích cho ai cả. Ý của anh ta, em là một thằng nhiệt tình cộng ngu dốt thì bằng phá hoại. Lúc đó em hiếu thắng, nghĩ rằng bản thân mình là một người có giá trị. Em luôn cố gắng để khẳng định mình và cho anh ta thấy rằng anh ta đã sai khi nhìn nhận em là một người như thế. Nhưng hôm nay em đã không bảo vệ được chị Đông. Nếu anh ta không tới, em không biết phải làm gì cả. Anh Hùng, em không muốn mất chị Đông. Nếu chị ấy yêu người khác, em không biết em phải sống thế nào cả. Anh giúp em rồi. Yeah.